Bây giờ đội chị Nga Am Nâng muốn mua ô nào? Thôi bây giờ mình mua A6 nè. Rồi B4 nè. Ui, lại chỗ cũ. Thì đúng rồi, mình phải như vậy em ạ. Dạ rồi. Rồi mình mua luôn A1 luôn đi. A1. Mình lặp lại hai cái cũ và một cái mới. Thích chị em nhà này rất là hào phóng trong chuyện mua bán. Trời, chứ không phải mà tiết kiệm hà tiện như hai công này. Không phải, bởi vì là biết câu đấy rồi đúng không? Thì đúng mình rồi. Bây giờ mình sẽ mua B1. B1 nè. Rồi hào sản với bên kia lại đang dư mà mình có đang 8,5 triệu rồi, 8,5 triệu. Mua B8 luôn. Mua nhiều hơn tôi đi. Mình tốn 1 triệu thôi. Gợi ý là tấm hình trên màn hình. Xin mời ô chữ. Chưa ô chữ lên. Chị chạy đâu vậy chị Tiệp? Chuẩn bị mời ô chữ. Đây gõ. Bên đây chưa? Được lắm. Mặc dù bên đây kim ngã quýu quá, nó cầm lộn vậy quý vị. Nó gõ cái tiếng nhỏ hơn, nhưng mà rõ ràng là bên đây gõ trước. Được lắm. Em mệt quá. Thấy không? Không phải chỉ có trí não không thôi, mà còn phải vận động cơ thể nữa. Đó. Em sợ em có em lỗi. Em tức quá à. Em tức cái câu này quá à. Em nhìn cho nó là em đã kêu rồi. Tú chạy mê trước luôn. Chừng cơ không cần đợi mở đâu, chạy đi. Mà Tú nó vẫn chạy chậm, không hiểu đâu. Đã có những cái từ hiện lên, từ Trúc, từ Đình, từ Em, từ Đứng, từ Xinh. Bây giờ thì đội chị Nga Am Nâng cho anh biết đáp án của các em là gì. Dạ em xin mời chị em. Trúc Xinh, Trúc Mộc đầu đình. Em xin em đứng một mình cũng xinh. Sai. Cái câu này phải đúng là Trúc Xinh, Trúc Mộc đầu đình. Em xin em đứng dưới sình cũng xinh là mới đúng. Em đứng dưới sình phải không? Em đứng dưới sình em mới xinh. Sình đâu? Kìa thấy không? Cái chỗ mà bọc quẹt quẹt đen đen nè. Cái xanh xanh này là cái màu cái sông nè. Em sai rồi. Cái này là người ta đứng ở trên sình. Nếu mà đứng ở dưới sình là sình phải đè lên chân như vậy nè. Bình tĩnh, đừng manh động. Cứ chốt chưa? Nói từ chốt cho anh. Chốt. Đó phải vậy chứ. Sợ. Sao em sợ quá, em chạy học mật luôn. Các em nghĩ coi là chương trình có cho mình một cái câu nó dễ dàng vậy không? Dạ không, em nghĩ là sai đó, tam sao thất bản đó. Đây là đáp án. Sai. Anh không nói đúng hay sai đâu. Dịnh giùm cái tim, anh sẽ cho mở đáp án ngay lên trên bàn. Anh chỉ cần mở ô B7 thôi. Xin mời đáp án. Chính xác. Cái câu này nói về em hay sao? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, tiền sinh, tiền đứng trình đình, tiền đứng sinh. Và như vậy là đội chị Ngã Em Nâng, các bạn có cho mình thêm 10 triệu đồng. Wow. Câu số 3, xin mời câu hỏi. Bây giờ hỏi bên đây trước, chọn mua ô nào? Em nghĩ để khó khăn lắm, thì sẽ không chọn ô A1, A6 và B6. Thì sẽ gây ra sự khó khăn, mình phải suy nghĩ động não. Đội em suy nghĩ động não, đội em kia cũng phải động não. Chứ không thể nào mà bắt đội em mà động não. Em chọn ô B7 là một. B7. Tôi vote A5 nữa. A5 là 2. A5. Rồi sau đó em chọn B3 đi. Thôi nhiều quá, một triệu thôi, tốt anh chị. Hai cái thôi, không mình một cái thôi. Hai người đàn ông này hà tiện quá. Anh đọc gợi ý cho nghe nha. Gợi ý nè, một hình ảnh đẹp về tình mẫu tử của nhà thơ Nguyễn Duy qua cách chăm sóc con cái khi còn nhỏ. Bên đây, các em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô B3. B3. A1 nè. A1. Em muốn mua ô nào nữa không? Em nghĩ 2 ô thôi. Xin mời ô chữ. Đó, bây giờ mới vui nè. Ngồi nơi đây không gian ba la, lũ chim đua nhau hát ca. Ngồi ta cơm cá. Sao mà lật đúng dễ sợ luôn á. Hay thiệt á. Lật ra cái không biết luôn thiệt á. Câu này quen lắm, hãy nhớ gợi ý của anh. Nếu không mình mua thêm đi. Mỗi đội mua thêm từ được mà. Em nghĩ là có lẽ là mình nên mua thêm anh ạ. Cho tụi em phải đã thảo luận cái. Tốn 500 hay tốn 1 triệu. Nhớ câu 2 mà quên câu đầu rồi. Bây giờ em bảo anh này, mình có trai đúng không, lật 4 ô này luôn. Mình mua 4 ô là bên bà chị 7 bên kia, bà sẽ mua 1, 2 ô dưới này là bà biết rồi, 1, 2 ô dưới này là biết liền. Bây giờ em mở ô A2 đi. A2 rồi. A2, yeah. Bên đây có muốn mua không? A3 hả? Chị thích nào? A2 thì mình mua A4 chứ mắc mua A5. Chuẩn bị đứng chạy tới gõ chuông cho chị. Trời ơi, A2 và A4 luôn. Mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bên đây rất nhanh, hai chị em phóng lên như một cơn bão.
gói chiên mặc dù chưa biết là có câu trả lời hay không. Bình tĩnh. Họ chưa chắc đâu có câu trả lời đâu mà. Chưa biết là có câu trả lời hay không nên gõ gõ giành điểm. Đề nghị không được làm họ mất tập trung. Không, em hát rồi mà. Tăng 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 tăng. Bạn tình ơi, đã chúng ta nhau rồi. Dù trong cách chờ nhưng lòng chờ quên câu thề. Ai mượn? Tại vì sao mà duyên ta lỡ nói gì cũng anh thôi. Anh biết sao? Tôi giải trình. Em thấy rồi, em cũng biết cái hàng ở dưới rồi mà em cũng không nhớ hàng ở trên thôi. Bây giờ đằng nào mình cũng đã gõ chiên rồi cho nên phải trả lời thôi. Em vừa đi em vừa nhìn một cái ý còn chữ cuối nào biết rồi. Bên đây lỡ ngã rồi. Em thấy buồn chị em ghê. Rồi một liều 37 cũng liều em cũng nói chung là kiến thức thì nó bao la còn dạ. Em thì nó hàng hẹp lắm. Nên em có sai thì các anh chị em ở đây, các anh chị em ekip cũng như là quý vị khán giả cũng chăm chút bỏ qua. Ủa gì mà chăn chối dữ vậy chị? Mắc cười quá, người ta nói lên cái nỗi lòng. Đầu năm đầu tháng mình phải nói để mọi người không có trách mình. À, anh Nghĩa ơi, này là bỏ 1 triệu để nói. Không phải, vấn đề ở đây là nếu như mà chúng ta bỏ 1 triệu để mua kiến thức quý báu như vậy là đúng. Nói đi em, đáng. Nói em đi đồng ý. Nè, nói đi hay quá rồi đó. Dạ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Ồ chứ lẽ không lẽ là miệng nhai cơm bún à? Sao tự nhiên nghe xong rồi em đơ chút vậy? Trời em ơi, cũng hoang mang. Rồi tụi em cũng có cái câu đáp án y chang vậy. Sao bà đi một vòng hồi gian manh mẹ gian xảo có đáp án rồi mà vẫn vẫn không vẫn, thề vẫn. Luôn chị nói em nghe nè, thiệt chị nói dốc là chị ốm á. Ủa thề gì kỳ vậy? Sao biết rồi? Không, bởi vì bây giờ Tuyền Mập không hề muốn ốm, bởi vì ốm là không còn mọi người yêu thích Tuyền Mập nữa mà gọi là Tuyền ốm. Bởi vậy á nè, ngồi buồn nhớ mẹ ta, ta gì không biết, ta đây à, không đúng, ta xưa, ta xưa chính xác rồi, nhớ hồi xưa rồi, còn ở dưới là ai cũng biết rồi mà. Chốt chưa? Chốt chốt. Đây là đáp án chính xác. Khi mà bạn nói bạn không biết là tôi tốn nguyên một bài hát ở ngoài này đó, đúng là câu ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, em là cánh tay của chị, lưỡi lừa cá xương. Và tuy rằng Tuyền Mập có một chút sự nhẹ quay đầu nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra được đáp án và mang về cho đội của mình 10 triệu đồng. Hay quá em ơi, mình đại gia tới nơi rồi em. Mình thắng hai câu là mình vào nước khố đổ dách rồi nha. Nghe đây, anh sẽ tổng kết số tiền mà hiện nay các em đang có. Đội huynh đệ, kết thúc vòng 1, các bạn có 26 triệu đồng. Đội chị ngã em nâng, các bạn có 34 triệu đồng. Đó mới chỉ là vòng 1. Vòng 2 sẽ còn nhiều điều hấp dẫn và thú vị vô cùng. Quý vị khán giả hãy quay lại với Sao Hãy Chữ sau ít phút nghỉ giải lao nha. Quý vị khán giả, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Sao Hay Chữ. Đây là vòng thi thứ hai có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Ở vòng 1 vừa rồi thì đội chị ngã em nâng đã giành phần thắng có phần hơi áp đảo chút xíu so với đội huynh đệ. Hai anh em huynh đệ cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là thoải mái thôi, bởi vì cái lần thi cuối cùng ấy em cảm thấy là em thôi em nhường họ lên đi chứ bây giờ em mà đập chuông quá nhiều người ta bảo là con trai gì mà kỳ ấy, kiểu kiểu thế đấy. Mình phải thế đấy chứ thực ra là anh Vàng anh biết rồi, anh Vàng anh biết hết đáp án rồi, em ngồi im luôn anh. Hình như em nói mà cái mặt của Vàng không thoải mái lắm á. Thì đó. Thấy em nó ngụy biện hay quá đúng không? Đây hai đội chị em, câu 1 mình chưa có định thần kịp, mình phóng không lợi người ta. Nhưng câu 2, câu 3 rút kinh nghiệm, hai chị em tràn lên như hai cơn bão, đúng không? Cho nên mình giành chiến thắng. Bây giờ sao em? Mình có tiền hơn rồi đó, mình có thay đổi thái độ không? Dạ không anh, em vẫn giữ nguyên hả? Cái đội của em là thắng không kêu mà thua không nản. Chứ em không có như Vàng đâu, em thấy Vàng thái độ kêu căng hẳn.
Ủa, tôi đang thua mà tôi kêu căng với lý do gì? Hồi nãy thắng câu đầu á, kêu căng lắm. Lúc đầu á nghĩ là trùng màu với anh Nghĩa với lại cái tấm thảm là kêu căng lắm. Không sao em ạ, à, nha. Tuy nhiên bây giờ anh thấy cái đội nhà này nè, không chỉ giàu không thôi mà còn nhân văn nữa. Dạ. Trời ơi, hay quá ha. Yên tâm, anh sẽ cho các em cơ hội để gỡ lại số tiền đã mất nha. Em sẽ báo chù. Em sẽ báo chù. Tôi nghĩ là chù. Một cái cuộc học hỏi thôi chứ không phải là thù oán gì đâu. Em sẽ báo chù. Bạn lại đừng sân si nữa rồi. Em sẽ báo chù. Được. Vòng 2 này có một cái điều rất đặc biệt, đó là độc quyền. Nếu như vòng 1 các em mua cái ô chữ nào đó thì đội bên kia người ta có thể thấy được đúng không? Vòng 2 ai mua nấy coi thôi, chứ đội bên kia không được quyền thấy. Nhưng hả? Các em sẽ có một cái quyền nữa, mình có quyền mình trao đổi, mình mua bán. Đó. Bây giờ mới khẳng định câu ông bà cha mẹ mình nói rất là hay. Chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi. Chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi. Không? Biết một chữ một cái là làm giàu liền. Đó. Đổi bán liền được luôn trời. Và nhớ một điều rằng ở vòng thứ hai này thì mọi cái nó đều có cái giá cao hơn vòng 1 nha. Cái giá có lại mà các em nếu chiến thắng nó sẽ cao 20 triệu cho một câu trùng khớp. Đúng không? Đầu tư nhiều thì xin lời nhiều vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Xin mời câu hỏi. Bây giờ anh muốn hỏi đội huynh đệ, các em muốn mua ô nào? Bây giờ mình phải mua 3 ô mà quan trọng nhất. Dạ dạ. A1, A6, B6. A1, A6, B6. Rất hợp lý luôn. Bên tay chúng ta sẽ không được mua những ô mà bên đây đã chọn trước. Dạ, em mua B3, B4, B5. Em sẽ mua B1. Không. Rồi, anh sẽ đọc cho các em nghe gợi ý. Gợi ý: câu ca dao này mượn cảnh vật mùa xuân để tỏ tình, có nhắc đến một loài hoa. Xin mời ô chữ. Rõ. Rõ đi, rõ chứ. Cho người ta ấy đây. Bên đây đã gõ chiên trước. Bình tĩnh. Bây giờ mình phải thở này, thở đã. Nhìn lại đi, đúng rồi. Trèo hoa nụ. Có một câu một thôi. Cái này em nhớ là nó có một câu một thôi. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay. 3 đồng một mớ chầu cay, sao em không nhớ những ngày còn xuân. Sao cái gì mà muốn nhảy xuống dưới lầu vậy? Trời ơi. Anh đọc lại gợi ý một lần nữa cho em được không? Không. Chốt không? Đằng nào cũng ấy rồi. Hy sinh thử một lần cho đáng sức trai. Một liều 37 cũng liều. Mua hay là chốt? Chốt luôn đi. Chốt luôn đi Tú ơi. Thằng bé nó rơi rụng dữ vậy. Đừng làm thời gian căng thẳng thêm nữa. 1, 2, 3. Chốt. Chúc mừng. Sai rồi đó. Ủa sao giống chuẩn bị đăng quang hoa hậu quá vậy? Chuẩn bị đăng quang chứ anh, 20 triệu lận anh. Nhiều lắm á. Dương Thịnh Vàng 24 Việt Nam. Chính xác. Yeah. Đúng là câu trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 20 triệu về đội của huynh đệ. Hay. Người ta chỉ nhường lúc đầu thôi, đúng không? Câu này quen mà phải không Tuyền? Dạ, cứ quen khúc sau thôi, khúc đầu không quen. Ủa, câu đầu tiên không biết luôn hả? Em không biết luôn á. Ồ. Thiệt, lúc mà hả, vàng nói ra tụi em mới biết. Cái câu này nó rất là quen thuộc. Nó đã được phổ nhạc cái bài Nụ Tầm Xuân á. Em biết bài này không Tú? Trèo lên, lên, trèo lên, lên cây bưởi hái hoa, bước ra ra vườn cà, bước ra ra vườn cà hái nụ tầm xuân. Nghe qua bây giờ chưa? Rất là tiếc, câu này quen mà.